Công an thông tin nóng vụ Hữu Tín dùng chất cấm, tiết lộ hiện trường khi bị bắt. Cộng đồng mạng hả hê mong xử nặng. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, dư luận sửng sốt trước thông tin Hữu Tín và nhóm bạn bị bắt giữ tại một căn chung cư ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Qua test nhanh, nam diễn viên cùng hai người khác dương tính với chất cấm. Ngay sau đó, nhóm đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến ngày 17 tháng 6, cơ quan công an quận 8 thông tin mới nhất về diễn biến vụ việc, Hữu Tín và người bạn tên Hoàng Phi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin do VN Express đăng tải có nêu rõ, quá trình điều tra xác minh được việc Hữu Tín cùng nhóm bạn đến quán bar tại quận 1 vui chơi. Tại đây họ mua chất cấm để sử dụng nhưng không dùng hết. Nam diễn viên đã mang về nhà để sau này rủ bạn về chơi tiếp. Đêm 11 tháng 6, Hữu Tín, Hoàng Phi cùng 4 đối tượng khác tổ chức sử dụng chất cấm tại căn hộ tại quận 8 thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cảnh sát khám xét thấy hai gói ni lông có 11 viên ma túy dạng nén, đĩa sành, đựng ma túy đá và một số tang vật khác. Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, dư luận nhanh chóng đưa ra quan điểm. Trên nhiều diễn đàn, Hữu Tín tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều. Đa số đều cho rằng cần phải xử mạnh tay với nam diễn viên, chấn chỉnh lại vấn đề đạo đức, lối sống của người nổi tiếng. Bên cạnh đó, không ít bình luận mỉa mai nghệ sĩ nhân dân Việt Anh về dòng bình luận nghi có người chơi xấu Hữu Tín. Tôi còn đợi ngày các nghệ sĩ phát ngôn sai lệch bị xử lý. Không hiểu sao vi phạm pháp luật mà vẫn được anh em đồng nghiệp bênh vực như vậy. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh không biết đã tìm ra người tị hiềm Hữu Tín chưa. Đám nghệ sĩ này phải cho vào trại hết mới chừa. Còn cái kiểu bao che bênh vực nhau nữa cơ. Lắm tài thì nhiều tật, nhưng tài mấy mà không có đức thì cũng bằng thừa. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh cùng một số người nổi tiếng đã có chia sẻ về Hữu Tín sau khi nam diễn viên bị bắt giữ. Thái độ, cách phát ngôn của họ nhận về hàng loạt chỉ trích. Dư luận cho rằng thời điểm này, bất cứ ai cũng nên giữ im lặng, việc lên tiếng sẽ chỉ càng khiến sự việc bị đẩy đi xa hơn.